Trem Beautiful, nước hoa dành cho nữ có hương thơm gợi cảm và quyến rũ, được điều chế tại Pháp, ra mắt vào tháng 3 năm 2019 tại Việt Nam. Trem Beautiful toát lên vẻ sang trọng và quý phái theo phong cách châu Âu đầy khiêu gợi và cuốn hút, đặc biệt là lưu hương rất lâu. Trem Beautiful có 3 tầng hương rất rõ rệt. Khi mới xịt, hương đầu sẽ là mùi trái cây ngọt của trái liệu, cam, quýt. Sau khi lớp hương đầu bay đi thì hương giữa là hoa hồng đen, vanilla sẽ hòa quyện với tầng hương cuối là vải và cây hoắc hương, tạo nên một mùi hương cực kỳ quyến rũ, gợi cảm, đầy thu hút. Bạn sẽ trở nên sang trọng và vô cùng quý phái, trang nhã, tinh túy theo phong cách Pháp, đặc trưng của người phụ nữ gợi cảm, đẹp và biết tạo cho mình sự bí ẩn riêng, nổi bật hơn người khác trước đám đông. Thương hiệu Charm, nồng độ Eau de Parfum. Loại nước hoa, nữ. Độ tuổi khuyên dùng, 20 tuổi đến 55 tuổi. Nhóm hương, hương vani phương Đông, Oriental Vanilla. Phong cách, quyến rũ, nồng nàn và gợi cảm. Bối cảnh sử dụng, dạ tiệc, hẹn hò, gặp gỡ đối tác hoặc tham gia sự kiện. Độ lưu hương, lâu, 7 giờ đến 12 giờ trên da, 3 đến 5 ngày trên quần áo. Độ tỏa hương, xa, tỏa hương trong vòng bán kính 2 mét. Dung tích, 50ml. Cách sử dụng, xịt ở vùng cổ tay, nhượng gót chân, nách, cổ, ngực, sau gáy tai, tóc, rốn. Nên thoa kem dưỡng da sau khi xịt nước hoa sẽ giúp lưu giữ mùi hương lâu hơn. Tremperfull, quyến rũ từng giây, thơm lâu tuyệt đỉnh.